trang trại Thanh Xuân xuất 2 thùng trứng dế cho khách hàng mua gói trứng dế 30 triệu để về chăn nuôi. Bây giờ nhân viên sẽ đi gửi ra bến xe. Qua hình thức chuyển khoản cho trang trại Thanh Xuân. Các bác khách hàng cũng theo dõi trang trại Thanh Xuân từ lâu rồi và chuyển khoản từ xa không cần phải về. Chúng tôi sẽ gửi trứng dế cho khách hàng. Cháu lộn á. Và có bảo hành gửi kèm theo tài liệu hợp đồng đầy đủ. Quỳnh ơi, hợp đồng để ở chỗ nào? Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, hợp đồng nhét vào đấy chưa? Các bạn nhân viên của trang trại Thanh Xuân thì sẽ có mỗi khéo nghiêng đấy, Quỳnh ơi, đổ sang bên này đấy, đỡ chắc mà nặng quá Tuấn ạ, tiếp đi nguy hiểm. Mỹ Đình à, đi cẩn thận nhá, đi đường trên cao à hay đi đường thơ dưới? Cao. Trên cao á? Đi đường trên bên này đấy. Nặng này, đi cẩn thận nhá. Đi là 2 thùng hàng với nặng trên 1 tạ. Đấy, trứng dế làm bằng cáp, tôi làm bằng cáp chứ không làm bằng không làm bằng sơ dừa. Rất là nặng. Đi à. Anh cứ về đi mẹ nó, công an nó vô rồi. Anh về ăn cơm đi, các bạn cũng vừa. Nhân viên cứ đang bận, ai gọi à? Ai gọi về ăn cơm? Tân Mai, ngay đầu Tân Mai này này, em trở sang rồi nhưng trở cổng kênh. Nhân viên buổi buổi xưa mãi giao hàng. Rồi, em biết cái gửi bên kia, em phòng bên kia rồi. Gọi điện về để đi ăn mà không về được, cái này bốc phét rồi. Em đang gọi anh, em giải quyết rồi. Bước phép là bị công an tóm. Ai gọi đấy? Hàng này là nghe đâu lý nhận là anh trên phải gửi xe này. Ai? Bây giờ phải nói tối không? Bây giờ phải sáng. Nhận xe á? À, gọi xe khác á? Có nghĩa là mình gọi là sáng nay mình gửi luôn từ sáng là cái này. Ừ. Nhưng mà bây giờ cái anh hàng này phải gửi xe. Anh khách à? Khách yêu cầu cái xe quen à? Gửi không? Gửi cho xe quen của anh đấy. À, tưởng để ông nào gọi về uống rượu. Lắm cơ. À, khách hàng người ta yêu cầu gửi theo xe quen, bình thường là nhân viên sẽ phải liên hệ ô tô ở bến, bây giờ ô tô người ta gọi ra để gửi hàng. Đấy. Chỉ có bạn nhân viên này là với cả một cái anh béo béo mà trang trại hay quay đấy, thì anh ấy khỏe thôi thì anh mới đảm đương. Các anh này với đảm đương được nhiệm vụ là chở các cái khay cát nó nặng hoặc là thùng đông lạnh thôi, còn lại các bác già thì chỉ thu mua hoặc chở giấy sống cho trang trại Thanh Xuân. Quý khách hàng cần có nhu cầu thì liên hệ với trang trại Thanh Xuân để mua trứng dế về nuôi và bán thương phẩm về cho trang trại Thanh Xuân. Chúng tôi bao tiêu sản phẩm được ra số lượng rất là lớn mà có nhu cầu thu mua lại sản phẩm cho bà con chăn nuôi quanh năm ngày tháng của trang trại Xuân, bởi vì chúng tôi bán hàng sản phẩm này nhiều, rất là nhiều sản phẩm đông lạnh, sản phẩm dế sống lâu năm rồi là nguồn đầu ra phải lúc nào cũng phải duy trì số lượng lớn để cung cấp ra thị trường. Cả hai nơi Nam Định và Hà Nội đều có hỗ trợ thu mua bao tiêu cho bà con. Website trang trại thanh xuân.com, số điện thoại 0974870000 tại Hà Nội,
tại Nam Định 0945370300 gặp bác Mạc để liên hệ mua giống và mua thương phẩm. Còn kênh YouTube Trang Trại Ninh Xuân, kênh 1 Trang Trại Ninh Xuân, kênh 2 ui dồi chết vẫn chưa dán nổi như cái tờ giấy. Trang Trại Ninh Xuân là đang in lại biển mấy nữa, sẽ có biển mới đây, hôm nọ quay mà hôm nay vẫn còn ở đây không kịp dán, không ai để mà dán ấy, chết dở. Hôm nọ quay cái dán kênh YouTube mới để lên các cái tủ đá như này để quay cho khách hàng nó đẹp đẽ hơn, mà nhân viên không có ai dành thời gian để làm được. Cảm ơn quý khách hàng, bà con đã theo dõi kênh của Trang Trại Thanh Xuân.